Dạ, Vũ An Giang xin chào tất cả các anh em trên YouTube. Thì clip này Vũ lên cho một chiếc Future 2, hai chiếc luôn. Quay hai chiếc Future 2 luôn đi ha. Anh em ta cũng hỏi hoài. Cái xe này 18 triệu 500 dọn full mới ha. Mã số 67L2456 nè, mã số cũng em anh em, 456 số lên ha. Là 80. Đó, 18 triệu 500 full mới, máy cứng như đạn ha. Máy là khỏi bàn anh em, máy bằng máy nha, nhưng mà khách ta làm là đẹp hết trơn luôn nha. Máy hầm hú miếng anh em, máy hầm hú miếng luôn ha, cứng ngắt luôn ha, dọn đẹp nha, dọn full mới từ trong ra ngoài luôn á. Đầu cổ dọn đẹp các bạn anh em, khách xài nó làm mà cầm rồi ha, ta vô cầm mới luôn nha, vô cầm inox luôn, cuộn sơn sơn lốc máy. Cái này để coi áo mới hay là áo sơn này, tầm xăng sơn, nói chung là ta đã làm đẹp xe, đẹp máy chắc, nổ găm tiên những nhờ ha. Gạt te này, gạt te sơn lại ha, cầm inox dành Thái nha. Nói chung xe này hoàn hảo, 18 triệu 500 xe cứng chắc hoàn hảo đó, full hết trơn luôn mà. Máy thì thầm, cái này là mới hết trơn ha. Áo sơn lại, áo ghim sơn lại, đi tem qua 125 ha. Đó, cái dàn chân nè, mới chốc ha. Máy nổ cực kỳ nha anh em. Rồi, máy đã gớt, ngày xe này bán giá gớt nha nè. Nè, Future 2 đó, mà vô bánh mâm GS xịn nha, là 16 triệu 500, mình số Châu Thành ha, 67C127185, 16 triệu 500 nha nè, dễ sử dụng ha. Mà được cái bánh mâm GS xịn, thì cái xe này đầu đạt, đầu zin nó còn nhiều ha. Áo nước sơn zin, tem zin ha, vô bánh mâm. Ốc át tôi cũng còn zin, không có gam sơn phết lại ha. Áo này mỗi về có dặm nè ha. Mỗi về nó có dặm. Cái này có dặm ha, nhưng mà ở ngoài sau còn nước sơn zin đó. Ngoài sau đây thấy đây nước sơn zin nè ha. Ngoài trước có dặm mấy điểm, như mấy cái phần đen đen này như là có dặm nè. Là 16 triệu 500. Máy cũng cứng chắc ha, để test máy cho anh em tham khảo. Thì mấy hai cái xe này mình quay là mướp nè. Xe này mướp zin ha, thầm xăng nước sơn rồi còn nguyên nè ha, sườn đẹp nè ha, đời trước này sườn xám đẹp lắm, phải. Nếu mà quay Future 2 nè anh em, làm chân đi làm là cực kỳ ha, gắn gọi luôn, đèn đầy đầy đủ anh em, máy cứng chắc nha. Xe này đầu zin cũng còn nhiều ha, thí dụ là gấp zin, bô zin nè nè, ốc tán zin nè ha, ốc tán không có gam. Xe này khách xài nó có vô cặp mâm của GS xịn nha anh em. Mâm GS đĩa lõm nha. Mâm GS này anh em, mâm xịn này hình như là triệu mấy, 2 triệu á. Xe này đầu zin cũng còn nhiều nha anh em. Ví dụ là nước lóc zin nè, áo zin nè. Ở ngoài trước thì là có sơn cái chỗ này nè. Sơn đây, sơn đây, sơn mỏ. Phột rồi bạc rồi còn zin ha. Đĩa zin hơi xe. 16 triệu 500 máy chắc, máy gớt nha anh em. 16 năm dễ sử dụng nha, máy gớt. Áo zin đó. Nước sơn ngoài sau zin, ở ngoài trước có sơn mấy chỗ ha. Đây máy gớt nha. Đây gớt đầu là bán máy gớt hết. Mâm xịn nha anh em, em ken ha. Nó có bên muối á, thuộc muối không sơn. Rồi thì hai xe Future Neo này anh em nào kết được alo ha. Anh em nào muốn coi hình thì mình gửi hình qua Zalo, kết quả Zalo gửi hình cho xem.
thì hai xe này, hai xe dọn giá hữu nghị. Cái xe kia thì dọn hoàn hảo, dọn đẹp chuẩn hết, 18.500. Đó, cái xe này thì áo ghim có sơn mấy cái mỏ kết mà trước à. Mâm được cái cặp mâm ghim mâm xịn. Đó, thì 16.500. Thì đại thái mà cửa hàng còn một số xe vậy, ví dụ là Sigurd nè. Đó, Yamaha 125 NVX nè. Janus nè, màu xám à, xe đó mới chát ha. Với neo kim dọn GT209. Đó, với full mập dọn quay đi, rồi full X dọn. Đây Honda NVX nữa ha. Thì Demon GBX 477 km, xe này như mới, anh là hai luôn, 67 cho mới, anh là hai, xe này như là xe mới luôn, nhưng giá xe cũ nha anh em, xe mới giá xe cũ người ta lỗ khúc giờ sọc ha. GBX 150, anh em nào đam mê mô tô mua con này ta lỗ một khúc giờ sọc thôi, nhưng mà mấy xe này mình không biết giá ha. Cái này là Honda CBG đó, một số xe dài tại cửa hàng mà. Để clip sau đây mình sẽ quay báo giá, mình tham khảo giá rồi mình sẽ báo giá cho anh em. Đây là Wagyu mẫu mới 150, đời SH 150i mẫu cũ đời 2018 ha, ABS luôn. Winner đời mới, Winner mẫu mới như 2020. Cái này là Y Alpha bụng 110 đời 2021, giá 18 triệu, xe đi mới 400 cây. Người ta lỗ được mấy triệu ha, xe mới là 20 triệu lấy 500 ngàn lăn bánh. Còn đây là 18 triệu là lỗ gì, rẻ được 2,5 triệu ha, 400 cây ha. 400 cây à, mới mua ra chạy bán luôn à, 446 cây, mới mua ra chạy lại cửa hàng bán luôn. Quả quá rồi làm sao. Đây Full Chở X này dọn full mới anh em, 26 triệu máy gớt ha. Đồ còn nguyên bản lại dọn full mới, như là xe này là áo mới ha, áo mới, ốc tán đồ là dọn full mới, lóc máy luôn đó, dọn full mới, 26 triệu. Bên trong có Sonic nữa ha, Sonic màu đen nhám, bản số Đồng Tháp 67G1 ha, 50051. Mười bảy ngàn cây. Đây là mô tô này cũng giá rẻ nè, Ducati MSX còn một xe ha, MSX là như đời 2015, giá nó cũng rẻ. Isuzu nữa, Novo 4 ha, Luviad, hai chiếc xe Luviad luôn. Mấy xe này mình sẽ quay sau và báo giá sau, tại vì anh chủ cửa hàng đã đi vắng, một số xe mình không biết giá đó. Thì đại khái là cửa hàng về một số xe vậy đó. Anh em nào Phú Tân mua xe này được ha, bản số cũng đẹp nè, 93869 nè, 38 là ông địa, còn 69 là gì không biết, không gặp à, mới 400 cây rồi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ha.